chào các bạn nha. Thì hôm nay chúng ta đã có mặt ở phía trước của hầm Cù Mông. Ở bên phía tay trái sẽ có một cái đường để lên đèo. Mình sẽ chọn đi lên đèo để cho các bạn xem đèo Cù Mông như thế nào ha. Mình mở nhạc cho các bạn nghe để mà nó thoải mái thôi. Video này mình cũng lên màu cho nó cái kiểu hơi xanh xanh mát mẻ chút xíu. Đây là một cái con đèo nằm trên một cái dãy núi ở phía nam của tỉnh Bình Định và phía bắc của tỉnh Phú Yên. Nhìn chung nếu so với các con đèo khác ở Việt Nam như là đèo Lò Xo ở Tây Nguyên hay là đèo Hải Vân ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế đó, thì con đèo này nó không có hiểm trở và tuy vậy thì nó cũng khá là quanh co. Cái độ dốc rơi vào khoảng 6% thôi, xa xa lắm mới có một cái đoạn dốc 10%. Hôm nay thì chúng ta đang đi từ hướng tỉnh Bình Định sang tỉnh Phú Yên. Ngày trước thì đây là cái con đường quan trọng huyết mạch của ai mà muốn đi vào miền Nam thường sẽ chọn cái con đường này. Đang đọc một cái quyển sách về vùng đất Chiêm Thành cũng như là cái giai đoạn mà chiến tranh giữa Đại Việt với Chiêm Thành, nhưng mà mình chưa có đọc xong nữa, nên là cơ bản là như thế này. Thì cái đèo Cù Mông này ngày trước là thuộc Chiêm Thành, nhưng mà sau chiến tranh Đại Việt thì lãnh thổ của Đại Việt mở rộng về phía nam và cái đèo Cù Mông này trở thành một cái ranh giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Đó, các bạn thấy cũng rất là quan trọng ha. Cái máy quay của mình nó ngu một cái là buổi trưa nắng càng gắt thì nó quay càng đẹp. Bởi vì nó đầy đọ mình cũng chết luôn. Từ trong Quy Nhơn mình mới thuê được cái xe, cái buổi trưa nắng này cái tay chân đen thui hết trơn. Thôi thì chạy qua cái đèo này để cho biết. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên mà mình đi lên cái đèo Cù Mông này. Nhìn thấy, mọi người nhìn thấy thì cũng khá là gọi là dốc khá là thoải ha. Đường khá là thoải, dốc không có lớn, thấy cũng khá là không có gì gọi là phức tạp lắm. Đó, ở phía sau, bây giờ là phía trước của các bạn đó là phường Bùi Thị Xuân, thuộc thành phố Quy Nhơn, mọi người quen gọi là khu vực Phú Tài. Trái đó là có những cái miếu và thường thì ở đèo nào của Việt Nam cũng có miếu hết trơn, và có càng nhiều miếu thì càng chứng tỏ là nơi đây là một cái nơi gọi là cần phải cẩn thận nhiều hơn. Nãy chúng ta nói về cái Đại Việt và Chiêm Thành, thôi thì hôm nào chúng ta sẽ nói tiếp về cái vấn đề này. Mình cố gắng mình làm cái kênh này để cho mọi người giống như là để mình ngồi tâm sự với nhau, ngồi xem cho nó thoải mái thôi, không đặt nặng vấn đề lắm. Đó, thì giống như là một cái ghi lại những cái cung đường mình đã đi đấy. Thường khi mà đi mấy địa phương, thường tôi rất là thích gặp những cái người địa phương, và đặc biệt là những người gọi là những cái người già hay là những người có nhiều kinh nghiệm sống. Họ đi mình cho họ có gian qua những cái đoạn đường đó, thì cái mình nghe họ kể chuyện hay là mình hỏi cái chuyện liên quan đến địa phương á. Nhưng mà tự nhiên trên đèo mà các bạn thấy có một người phụ nữ mà đứng ra: "Ôi anh ơi, cho em đi xuống đèo, em đi xuống cái am gì đó." Thì thôi, không biết là lúc đó cái cảm giác như thế nào, có dám cho người ta có gian hay không kìa. Tự nhiên sao nhạc chuyển sang rùng rợn quá.
Đều của mông này thì ngày xưa có một cái câu ca dao là tiếng ai than khóc nỉ non ấy vợ chú lính trèo hòn cù mông. Cái câu chuyện này thì nó cũng khá là ly kỳ ha, buổi trưa kể mà tôi còn hơi nổi da gà. Thì ngày trước người ta nói rằng là ở trên đèo này vào ban đêm đó sẽ có những cái tiếng than khóc ở trên đèo, không biết là có thiệt hay không. Nhưng mà người ta đã lập miếu để thờ. Chúng ta đến địa phận Phú Yên rồi. Thì chúng ta tiếp tục cái câu chuyện ha. Thì cái nguồn gốc của câu ca dao này nó cũng chưa biết là xuất hiện vào thời điểm nào. Có người nói là vào thời điểm nhà Tây Sơn. Rồi có người nói vào thời điểm trước là thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Và có người nói là giai đoạn sau này. Có đọc cái câu chuyện này ở trên báo Thanh Niên, người ta nói rằng cái câu ca dao trên nó xuất hiện vào thời tức là vào thời cuối của triều đại Tây Sơn, khi mà năm 1792 thì phải, năm mà Nguyễn Huệ mất đó, thì vua Cảnh Thịnh lúc đó mới có 10 tuổi thôi đã lên ngôi hoàng đế. Trong giai đoạn này thì triều đại Tây Sơn gặp rất nhiều vấn đề, và quân của Gia Long, của Nguyễn Ánh đó, thì ở trong Nam lại tấn công ra. Thành ra là khi đó thì Cảnh Thịnh mới mộ quân ở khu vực Bình Định lên cái khu vực Cù Mông này để mà tấn công lại những cái quân Bắc Tiến của Gia Long. Mà ngày xưa đó thì cái đèo này gọi là khu vực rất là rậm rạp cây cối, mà đường xá thì khó khăn mà nhiều thú dữ nữa. Thành ra là cái người lên đèo này, những cái người lính lên đèo này thường gọi là bị rất là dễ mất mạng. Thành ra là sẽ có những cái người vợ ở phía hậu phương và nhìn khóc thương cho chồng. Thì chưa chắc là cái câu chuyện nó đã có trong giai đoạn Cảnh Thịnh, nhưng mà nó phản ánh một cái giai đoạn là người phụ nữ ở nhà trông chồng đi đánh giặc. Thì không biết giai đoạn nào lịch sử thì cần phải nghiên cứu thêm. Còn trong video này thì mình ngồi mình nói chuyện với nhau thôi. Thì sau đó, còn một chuyện quên nói với các bạn là các bạn thấy ở bên phải của đường không? Có những cái bịch đó không phải là bịch rác đâu nha, mà là những cái bịch bánh tây, bánh quy gì đó. Không biết là của ai rải xuống, của tài xế hay là người dân địa phương. Nhưng mà tôi nghĩ nó có một cái ý nghĩa gì đó về mặt tâm linh ha. Và tôi cố gắng chạy cũng không có cán lên nó. Thì qua địa phận Phú Yên đó thì đường nó thẳng hơn, ít có quanh co và độ dốc của nó không có lớn, và nó rất là thoải, và mọi người đi nó cũng thoải mái thôi. Nhưng mà nó khá là dài á. Ở trên đèo thì có một cái gọi là đường lánh nạn các bạn, cái đường bằng đất hoặc là cát, nó sẽ giảm tốc cho những cái tài xế mà khi mà đi xuống đèo, đặc biệt là những cái đoạn cua đó mà bị mất thắng hay là lái nó không có ăn đó, thì sẽ chạy vào cái đường lánh nạn này. Và thực sự là nó đã phát huy tác dụng. Và trên đèo này thì tôi không biết, nhưng mà nhiều cái đoạn đèo hay là đoạn đường cong là lại có cái đường lánh nạn này, và nhiều tài xế đã đi vô cái đường đó và nó không có xảy ra tai nạn. Tổng đoạn đèo này vào khoảng là 7 km đó, thì khoảng chắc 4 km ở Phú Yên và khoảng 3 km ở Bình Định. Phía này là thuộc về thị xã Sông Cầu rồi của Phú Yên, nhưng mà nó cũng là một cái xã ngoại ô, xã Xuân gì đó tôi không nhớ rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.
Và nếu bạn nào có lấy để sử dụng cho những cái mục đích phân tích bình luận gì đó thì cứ lấy thoải mái. Nếu mà các bạn muốn xem lại trong cái khung cảnh thiên nhiên hữu tình á, không có muốn tiếng mình á thì bấm tắt đi và các bạn trở lại mở một cái bản nhạc gì đó chiêu chiêu để mà nghe cũng được ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.